mới. Đây là một dòng đèn có tên gọi là đèn laser DJ Royal Sky 02. Mẫu đèn phù hợp trang trí tại quán bar, vũ trường, beer club, những cái sân khấu đám cưới, những cái sân khấu ca nhạc ngoài trời. Mẫu đèn này thì mọi người có thể mua để kinh doanh những phòng karaoke, quán bar, hoặc là mọi người cũng có thể mua cho thuê những cái phòng bay tại nhà. Giá thành của nó rất là vừa túi tiền, mọi người kinh doanh thì nó sẽ nhanh có lợi hơn. Độ bền của đèn này rất là tốt. Đèn được sử dụng bóng laser thế hệ mới nên mọi người thấy là màu sắc của đèn rất là đẹp, nó tươi mới hơn và cái độ quét xa của nó lên đến hơn 15m. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BAH Bình Bình. Và dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.